ngoài trời. Đợi bùa lục bình kia nó qua hả? Nhả phóng vào bên xuồng bên kia coi. Phóng vào xuồng bên kia coi. Lẹ. Ôi là trời. Được chưa? Đây đây tí đây tí. Mình bình nó qua. Bắt lấy chén rồi quất. Rồi quất đi quất đi. Cái gì vậy? Thôi 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 kéo lên đi, mấy con cá nó chạy hết rồi bà nội. Nó đâu có ra tuần đâu. Nó đâu có ra tuần đâu. Rồi làm lại đi, làm lại đi. Làm lại đi. Tôi chừng mất dép đấy. Em không mất dép mà em sợ thợ xuống sông rồi chứ. Coi quăng không ra tụng. Lại đi. Lại mới cái đầu tiên mà cái sau là quen à. Nói vậy em quăng là chục cái lỏng rồi nè. Thôi vậy là cái này út. Thiệt rồi. Tiến bước rồi. Ủa tại sao mình biết rồi nhưng mà tại sao mình không quăng vậy đi cho cái lỗ nó dễ ta? Không, cái tay kia em phải cầm lại. Cầm gì? Rồi đó, không? Ok. Vậy đúng chưa? Đúng rồi. Đúng vô mà quăng sao nó không ra tròn. Một chát mạnh lên. Vô cái trên này đúng không? Rồi, rồi quăng đi, mạnh lên. Đi đi, kéo lên. Đổ con cá nhảy rồi. Thấy chưa? Ôi cá quá trời luôn anh ơi. Để rồi rồi kéo từ từ lên. Dính sát nó vô đây luôn nè. Kéo vô đi, nó dính rồi đó. Ghê dính cá. Thấy không, quăng vậy mà còn dính cá nữa thấy chưa? Ê dính. Con mà con ngã lại nó bị mù. Mấy quần mấy cục mồi dưới. Cái con mồi rồi. Đây cá này cá gì mà im quá vậy? Cái linh nó ngon lắm á. Vậy hả? Ủa cái này cá linh đó ha anh? Ừ. Gầu quá. Đâu có gì ta. Cái này nếu mà mình đập cái này. Cái bẫy nãy rồi mà chạy mà bung một cái nha cá gỡ không kẹp luôn á. Rồi rồi im tí đi. Anh kéo lưới lên giùm cái. Cao cao lên đây. Rồi cái tay kia sao nắm nhiều quá vậy? À, từ từ bên kia nè, đẩy ra nè. Rồi có sai chỗ nào không nhỉ? Rồi đó, ok đó. Quan trọng là nó không có tròn. Cái tay này nè, gãy ra, gãy đều ra như gãy. Cái này gãy đều ra. Từ từ hôm qua, từ từ hôm qua, chờ chút xíu nữa đi. Rớt rồi rồi, không quất luôn đi, quất cho nó tròn nha. Buông hết dây luôn, buông hết dây luôn cho nó chìm. Vậy hả? Vậy nó mới chìm thế hả? Ừ. Nó tính nó chơi cái này. Vậy nào nó kéo lên. Rồi kéo đi. Giờ mà dính cá chứ. Dính cá mà ở ngoài nó sắn vô á.
chăn lưới vậy. Có cá nha. Có nha, nè, đó xong. Ú, cá dốc trên kìa. Ôi giời, mẹ nhóc cá xuống mẹ. Trời ơi, cái chốt nữa. Chốt đầm mấy người. Để đâu gỡ vậy, xuống này hả? Trời ơi. Có cá gì luôn. Nó tay ngang như vậy mà kẹp cá còn dính nữa. Anh đợi. Nó vô nữa nè. Cái gồ bự rồi trời. Bỏ tay chị. Để em bả sát cá rồi. Đúng luôn á. Mất rồi. Mấy đứa bạn em ở rồi, tôi giữ vô vậy mới được. Nó đúng bản chất. Không bản đi đâu được. Giờ nãy trời tròn thả xuống hết luôn á. Ừ, dính rồi, nhiều lắm. Trời mà tròn. Ê, không lấy mình dành ghét mà sao cảnh nha. Đây đi, lấy em chạy cho chị kéo lên nè. Ê, nướng là nướng mặn, nướng ngọt không? Cũng không. Không thử rồi. Sau chân có con gì đen đen nhỉ? Nhanh quá nó hỏi chị cá nó ra nữa đó. Kéo chậm hả? Em biết rồi. Từ má ơi. Không thấy cá mở chân không nhỉ? Có nguyên bộ lục bình không nhỉ? Có cá. Ê Vũ gì cá nó ra không ta? Không luôn. Nhả trời đất cá anh em nha. Ta chạy giùm cho kéo mà nó chạy. Đó gì vậy? Chắc có. Mò thử xem có. Thả hết dây. Quài nó đâm vô vậy. Đúng rồi, nó đâm vô giống nãy cái đầu vậy. Trời ơi cá. Tại nhiều nha.
rồi, kể ra luôn rồi. Cá nó ngoài không vô. Cá trên không mà nghe, ở dưới không có nghe. Còn nào đâu? Đó. Rồi, dính đó, rồi dính đó. Như đây mình mà ăn đủ rồi đó. Đúng rồi. Như là 2 cái muối rồi. Ừ, có 2 con này cũng không có chờ. Cái con này. Ú cha. Ú cha. Không dám giục luôn. Tạo ra. Không ra ở đâu? Không ra đâu. Không ra đâu, vì cái chì nó bên trên mà. Thôi, đi lên. Nói ra mẹ vui hả? Nói ra mẹ vui. Trời ơi, nó mập kìa. Con cá này mập xơi. Cá chốt đó giờ có ai cá chốt nướng bao giờ không ta? Đi vòng tròn mà nó tới sáng luôn không? Em xin lỗi nha mọi người. Xin lỗi, gà con này. Đứa ơi, gà mấy đứa ơi. Lấy ông ngã được. Em có nên thử sức mình bằng không? Lại đi. Gà đi. Không còn được nha. Cái cuối cùng nha, không còn được nha. Ô nó dính. Để em lặn xuống em bỏ mấy cá vô nhé. Thì có khi nào nó không dính con nào luôn không? Khó đó. Có con nào nó không? Rồi ba ơi. Ba quá trời quá đất à. Cây này mà cây. Cây. Kéo vô đi. Cái luôn không à. Cá. Có nhiều. Ủa dính cá mày dinh luôn hay gì? Ừ con. Đó hết rồi. Con gì bự vậy? Con biết cá chết. Không phải đâu. Con này cá cóc hả? Cá cóc gì? Cá cóc, cá cóc. Lên đạp, đạp cái giò lên trên cái cà đi cho nó dưỡng. Cá cóc nó nhiều. Tự đi nhé.
nhẹ nhẹ thôi chị. Để nó nghe cá. Nó bực bực đó, hồi nãy em đứng dưới cây không đó nè, dưới cây. Anh chạy. Kéo đi, dưới cá. Cá mà nó chịu nhẹ nhẹ thôi. Cá nè. Nhẹ thôi. Rồi rồi. Nó nhảy vô anh chờ. Nhẹ nhẹ thôi. Trời nhảy vô anh thấy không? Từ 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 từ. Cái nó dính cái cây rồi như vậy. Thôi kéo lên đi, kéo lên đi, nó dính nó hở rồi. Trời ơi. Quá trời cái bầy cá. Này không dính cây trời rồi. Lôi lôi đạp nữa. Hậu quả ai chịu gán thì với em biết đâu. Gán bao nhiêu. Quá chết. Thôi chốt rồi. Thất não rồi đó. Lượm cá nó vô luôn. Còn nữa không? Tùy bạn. Không, mình là Thanh Sơn em đã không quăng được rồi. Nướng được nhưng mà phải mặn sạch ra. Mình mặn, thôi mình lấy mình lột bỏ cái da thôi. Nướng sao cũng không biết tiền bạc.